Reuters cho biết, bộ quy định này không chỉ cấm giao dịch trong lĩnh vực AI với một số mục đích sử dụng cuối hay các hệ thống được đào tạo để sử dụng một lượng lớn sức mạnh tính toán, mà còn buộc khai báo về các giao dịch liên quan đến sự phát triển của hệ thống AI hoặc chất bán dẫn ngay cả khi không bị cấm. Ai vi phạm có thể phải chịu cả án phạt hình sự, dân sự, trong khi các khoản đầu tư có thể bị hủy bỏ. Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh rằng bộ quy định mới này nhằm ngăn chặn việc hỗ trợ phát triển các công nghệ nhạy cảm ở các quốc gia có thể sử dụng chúng để đe dọa an ninh Mỹ. Dự thảo bổ sung các chi tiết quan trọng bởi khu vực tư nhân sẽ gánh trách nhiệm thẩm định và tuân thủ khi thực hiện các khoản đầu tư mới. Theo một số thống kê, 5 năm trở lại đây, đầu tư từ Mỹ và Trung Quốc đã giảm xuống trung bình còn 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm so với con số 14 tỷ đô la Mỹ của thập niên trước đó. Tầng lớp những rào chắn qua lại trong quan hệ kinh tế Mỹ và Trung Quốc, dù muốn hay không, đã và đang chia tách hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Việt Nam, từ California, Mỹ.